hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ ông Lan xin chào cô ạ. À. Xin chào. Dọn về chỗ mới rồi. Dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ, chỗ mới đâu vậy chú? Kế bên chỗ cũ. Xin chào quý vị. Ngày hôm nay Lộc với Loan đi dạo công viên gần nhà. Công viên ngày hôm nay nó hơi vắng. Xin chào mọi người. Hồng Loan chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Mấy ngày nay mưa quá, bây giờ trời nắng lên thì Hồng Loan với lại Lộc hai đứa tranh thủ đi ra exercise một chút. Cái công viên cái nhà Hồng Loan băng qua đường là tới. Nhìn thấy vắng người á mình mới dám đi qua. Để lấy một tí cái hơi không khí trong lành của của ở ngoài trời. Bây giờ hiện tại bây giờ là 2:30 thì Hồng Loan cũng xin thông báo đến quý vị tình hình bệnh của Mỹ là 425.469 case. Số người chết là 14.590 và số người recover là 22.202. Như vậy là tính từ hôm qua tới nay mà Hồng Loan thông báo thì cái lượng ca bệnh nó đã tăng lên khoảng 31.000. 393 rồi 425 là khoảng 31.000 đó quý vị. Số người chết thì là 2.000 người. 24 tiếng đồng hồ ngủ qua một đêm đã có 2.000 người ra đi. Rồi á, người recover thì được khoảng có 1.000 mấy thôi. Hồng Loan cũng có xem tin tức ở New York đó, thì người ta có hỏi là lý do vì sao mà đang sử dụng cái thuốc ký đinh để trị giống như thời gian trước Hồng Loan có nói để mình chờ kết quả đó. Thì những cái người mà coi như là sức khỏe tốt thì cái dấu hiệu rất là khả quan, có một số người hết bệnh là nhờ chữa bằng cái thuốc đó. Nhưng mà cái lượng người chết mà tăng là do thiếu cái máy thở. Cái bệnh này nó là viêm phổi mà, cho nên không có máy thở là 70% là không cứu được. Đó. Ví dụ như nếu mà chúng ta có đầy đủ máy thở hết cho tất cả những cái người bệnh nặng đó thì họ sẽ qua cái cơn đó. Thì thuốc, mình vô thuốc, mình trị thuốc thì cần có thời gian. Trong khi mà mình ngộp thở, giống như quý vị bị xuống dưới nước, mình không có thở được, mình nín thở trong cái thời gian dài, mình thiếu không khí thì không chịu nổi, thì là ra đi thôi. Bây giờ cái trường hợp nó quá nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ mong là cho những cái nhà máy sản xuất nhanh thiệt nhanh để có nhiều máy thở ở khắp nơi gửi về cho những cái nơi mà căn bệnh nó đang căng thẳng nhất để cứu được càng nhiều người càng tốt. Cái công viên đó, thì đó, nó nằm nó dài suốt một cái quãng đường dài lắm. Công viên đó, đoạn đường rất là dài mà bây giờ ít có người giờ đi đó, thi thoảng có người đi thôi. Không ai dám dẫn Gia Linh ra đây chơi ha. Hồi đó nhiều khi chiều chiều khoảng Linh đi học về rồi khoảng chừng 4-5 giờ á, thấy Hồng Loan cũng có dẫn Gia Linh ra đây để mà chơi cho thoải mái đó. Nhưng mà cả từ hồi giữa tháng 2 cho tới bây giờ là gần 2 tháng không có cho Gia Linh đi đâu hết trơn. Ở nhà suốt mà cũng ngoan ghê, không có đòi đi. Cái không đòi đi ra đường. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy đi cho chắc ăn, ở nhà chắc ăn. Ở nhà chắc ăn sao nghe quen vậy. Rồi, một lần nữa Lộc với lại gia đình bà Bảo Quốc, bé Gia Linh với Hồng Loan xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho cái bài hát Ở nhà chắc ăn. Em không muốn ở nhà. Ở nhà đi. Em muốn đi ra đường. Ngồi xuống đi. Ngoại không muốn ở nhà. Em không muốn ở nhà. Làm ơn đi. Em muốn đi ra đường. Muốn Corona sợ quá. Ngoại không muốn ở nhà. Làm ơn đi.
tôi không muốn ở nhà. Corona chị. Gia Linh, Gia Linh cũng có khiếu diễn lắm. Lúc Gia Linh diễn với ông ngoại á, mà thấy ông ngoại diễu rồi ông ngoại ẹo ẹo, cái chị cũng nhìn, chị cũng bắt chước. Chắc bữa nào Lộc cho ra cái behind the scene của... Có cái behind the scene á. Gia Linh thấy ông ngoại nhướng nhướng mắt, Gia Linh bắt chước mà Gia Linh không biết làm. Gia Linh nhướng sao mà hai mắt nó lé lé. Cười quá trời luôn, cười chọc chị cái chị mắc cỡ. Ngoài này hôm nay gió lắm quý vị, gió lạnh. Ngày hôm qua nay á, Hồng Loan có xem được thông tin từ hầu như là tất cả các báo đài á, là họ nói về vấn đề mà ông mà giám đốc hả của WHO á, giám đốc WHO á, ông đó là bởi vì ông Trump muốn tức quá, ông nói Mỹ á, một năm chi viện cho WHO là 130 triệu đô, mà cái ông đó là toàn là theo phe binh vực tụi Trung Quốc không à. Ông Trump tức quá, ông nói hả, ông hăm dọa là ông sẽ cắt đi cái nguồn tài trợ đó. Và hiện tại bây giờ là người ta đang đưa lên cái kiến nghị để mà cùng nhau ký tên cho cái ông đó ông từ chức. Mà thấy cái ông nó nhìn em cũng không ưa nữa. Nói chung là nào phe Trung Quốc là không ưa. Đúng là tại vì ông làm như vậy, ông làm ông hại cho tất cả thế giới chứ không phải là riêng gì Mỹ. Tại vì nếu như mà ông là người mà biết lo xa, biết lo nghĩ về sức khỏe của cộng đồng thế giới đó, thì ông sẽ công bố cho mọi người biết, tất cả các quốc gia biết để mà phòng ngừa đóng cửa liền. Đằng này á, ông đợi cho bùng nổ bùng phát rồi, lúc đó ông mới tuyên bố. Đâu, cái lúc mà thời gian mà Tổng thống Trump nói là đóng cửa không có cho Trung Quốc qua đó, ông còn ngăn lại nữa chứ. Nói là làm như vậy là giống như kỳ thị này nọ. Nhưng mà cũng may là lúc đó Mỹ mình không nghe lời ổng. Mình đóng cửa, mình ngăn chặn mà còn vậy đó, mà còn lây lan dữ dội vậy đó. Cái mà lây lan kinh khủng nhất á, là vào cái đêm mà, đêm giao thừa của Mỹ đó quý vị. Đêm giao thừa ngày 30 tháng, ngày 31 hả? Ngày 31 tháng 12 năm 2019. Là ở Times Square đó. Là lúc đó cái lượng dân Trung Quốc nó qua nó du lịch quá đông mà. Rồi Happy New Year, rồi ôm nhau, rồi chúc mừng. Lây lan nặng là từ cái thời điểm đó. Đúng ra đó, là mấy cái đó là ông giám đốc tổ chức thế giới đó, WHO, là ông phải thông báo liền, ngay lập tức, để cho mọi người người ta phải cảnh giác. Chứ mà đợi mà đến nước tới chân rồi nhảy đâu có kịp. Bây giờ là cả thế giới khốn đốn. Thì không giờ ngày 8 tháng 4, đêm hôm qua, là Vũ Hán nó tuyên bố nó mở cửa, là bắt đầu được ra vô tự do. Nhưng mà nó cũng kiểm tra thân nhiệt, và nó cho những người muốn đi ra thì phải có cái giấy chứng nhận là sức khỏe tốt, không có bị virus. Nhưng mà vào thời điểm đó thì không virus, mình nó đã nhiễm rồi sao biết được. Thì bởi mà bây giờ cũng khổ là vậy nè. Bắt đầu một số quốc gia người ta cho mở cửa, nghĩa là người ta bỏ cái luật mà phải ở nhà. Rồi cái những người mà mới vừa nhiễm bệnh cách đây không lâu, khi mà họ ra ngoài họ sẽ lan ra và nó làm ra một cái đợt đại dịch mới. Mình cũng không biết họ nghĩ như thế nào mà họ không biết làm cho chưa đến thời điểm. Bây giờ còn căng thẳng quá mà chi mà đâu cần phải mà gấp gáp như vậy, phải không quý vị? Giống như Hồng Loan được biết là ở Boston đó, là ở bên chính quyền Boston đó, yêu cầu giới nghiêm kể từ 9 giờ tối cho tới 6 giờ sáng là mọi người không được đi ra ngoài. Và hiện tại bây giờ hầu hết trên khắp nước Mỹ thì là người ta yêu cầu là phải đeo mặt nạ.
đeo mask khi mà đi ra nơi công cộng. Loan Lộc cũng có đem khẩu trang nè, nhưng mà tại thấy đây không có ai hết, thôi mình xuống mình quay mình nói chuyện với quý vị một chút. Chắc cách xa nhiều lắm ạ. Ở đây nguyên cái công viên này chỉ có Lộc với Loan thôi à. Cách xa 50 thước. À, hôm qua Hồng Loan có chia sẻ về cái vấn đề mà những người y tá, bác sĩ mà bị mấy cái khu dân cư mà người ta không có cho vô ở đó quý vị. Thì có một cái cô này, cổ đã tìm ra cái biện pháp là cổ lên mạng xã hội, cổ kêu gọi những người có cái xe RV đó. Ồ, hay ha. Có bên cái Mỹ, xe RV kéo về. Ở bên Mỹ người ta hay cái dùng xe RV xe để mà người ta đi chơi á, du lịch á. Ở trên đó nó đầy đủ hết, nhà, toilet, phòng tắm, rồi phòng ngủ, phòng ăn, phòng giặt, đủ thứ hết á. Đó, thì cô kêu gọi mà được 20.000 người á, là hưởng ứng theo cô. Thì có rất là nhiều người họ nghe như vậy, họ đã sẵn sàng đem cái chiếc RV của họ đến để mà chia sẻ cho y tá bác sĩ ở trong cái thời gian này. Những cái người chủ đó đó họ nói đây là một cái sự đóng góp mà họ rất là vui lòng, bởi vì đây là những vị anh hùng của đất nước Mỹ hiện bây giờ. Ok. Nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh mình là phải giữ khoảng cách 6 feet. Okay. Nhìn phải. Có đang nhìn trái. Xung quanh mình coi có đúng khoảng cách không? Hay ha. Ngoài những cái người mà dễ nhiễm bệnh như là y tá, bác sĩ, cảnh sát, thì có những người là họ lái những cái chiếc xe công cộng, lái xe bus này nọ thì vẫn còn hoạt động để mà cho người ta đi tới khi mà khẩn cấp. Có những người ở Mỹ chứ muốn đi đâu thì cũng phải đi bằng xe bus. Đó, thì cách đây hơn 2 tuần thì có một cái ông tài xế ở Detroit á, ổng lên mạng, ổng rất là bực tức khi mà có một cái người phụ nữ đi lên đi xe bus mà bà ta ho, bà ta không che miệng lại. Trời. Mà ổng nói bả rồi bả còn phản ứng lại với ổng nữa. Thì ổng tức quá ổng mới đưa lên mạng cái đó. Và ngày hôm kia ổng đã qua đời vì bệnh Covid-19. Có thể là ổng bị lây. Thì bà đó bả đã lây cho ổng là hơn 2 tuần trước, là 2 tuần sau là ổng phát bệnh rồi ổng chết luôn. Cũng rất là tội nghiệp cho những cái người mà phải đi làm trong lúc mọi người nên ở nhà. Nói chuyện xe bus, hồi xưa Lộc với Lân mới qua Mỹ đi xe bus hoài, đi xe bus tháng luôn quý vị. Đi mà mình phải mua cái vé mà gọi là vé tháng hả em? Hồi lúc đó nhớ đi cứ lên một chuyến á, là nó đi đường thẳng, cứ một chuyến là mỗi đứa 1.50 đồng. À. Mà nhiều khi mình đâu có đi đường thẳng đâu, mình đi đường thẳng cái mình lại xuống, cái mình lên một chuyến khác, mình đi cái đường khác, thì hai đứa, mỗi đứa lại phải tốn thêm 1.50 đồng nữa. Cái thì phải mua xe tháng. Lúc đó mới qua là còn đi lên trường, đi học, mà học cũng hơi xa nữa. Hồng Loan học ở trên OCC á, học cũng hơi xa, đó là phải đi xe bus. Cái sau đó đó thì một đứa thì mua Lộc đi chiếc scooter, chạy tay ga đó, còn Loan thì đạp xe đạp. Xe điện. Lộc đi xe điện. À, xe điện. Loan đạp xe đạp. Bởi vậy không cái gì lúc nào cũng vậy đâu, mà dễ xe sai đâu, thấy không? Xe đạp là của Hồng Loan đạp, rồi ổng ngồi xe điện chạy tưng 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 vậy đó, tập thể dục như trơn á. Có chứ, thì lâu lâu cũng thay đổi. Nhưng mà tại vì cái quãng đường nó xa quá đi, mà mình đi hàng ngày nữa, bởi vì mình phải kiếm phương tiện nào để mình cảm thấy là nó tiện nhất. Có một hôm á, cái hai đứa đi một chiếc xe điện, mà hai đứa leo lên ngồi một chiếc xe điện mà chạy từ ở đây là từ khu bô xa mà dám chạy lên tới South Coast Plaza nha quý vị. Khoảng bao nhiêu cây số ta? Ôi, từ đây lên đó nhiều chứ, mình đi theo đường local số là chắc cũng phải 6 mai có đó. Đúng rồi. Đó. Vậy đi lên xong á, đi vô đi shopping. Shopping vòng vòng cho đã, đi ra đi về xe hết điện. Nhưng mà lúc đó đâu có chỗ cắm điện giống như bây giờ mà có chỗ sạc cho xe xài điện đâu. Thì
hai đứa phải đón xe bus đi về. Mà trời ơi, nhằm ngay ngày ngày thứ bảy á, là bắt đầu từ 7 giờ tối á, làm một tiếng đồng hồ mới có một chuyến. Hai đứa chạy ra là nó đâm hình như miss cái chuyến cuối cùng luôn á. Trời tối thui đâu có xe nào chạy. Ủa rồi sao mình đi về được, em quên rồi. Cuối cùng có một chuyến, chạy. À, mình phải chạy băng qua bên đường. Mình kiếm một cái chuyến khác. Ừ. Coi như mình chạy tứ hướng coi cái chuyến nào nó còn á. Thì cuối cùng mới có đứa xe bus về. Trời ơi, hai đứa mà lội bộ tự cho nó về xa lắm. À. Chắc cả chục mai anh ơi. Chạy bộ gì không nổi đâu. Trời ơi, xong rồi á. Tại vì lúc đó chưa có thời gian đầu, đâu có dám lái xe. Cái thì mới học lái, mới học rồi lấy bằng lái. Vừa mới có chiếc xe một cái, trời ơi, coi như là đi khắp California. Quý vị biết không, cái thời mà cách đây mười mấy năm đó, cái internet á, mà của điện thoại á, nó không có popular, nó không có phổ biến. Nên mà internet ở nhà cũng vậy. Hồi đó họ còn xài cái loại mà nói dây. Cắm dây điện thoại vô cái tè đó. Tốc độ nó chậm lắm. Mà mình xài nó cũng hạn chế. Thì lúc đó muốn xem tin tức, muốn là mà thu nhập thông tin liền khó lắm. Toàn là phải đợi một thời gian dài mới có được. Rồi cái lúc phone. Đó đi mình muốn đi mua mà kiểu mà đi trả mua wifi mà trả trước cũng không có nữa. Mà ở nhà đó thì cũng không có. Lúc đó hai đứa mới qua là cũng đi xe phòng ở. Đúng rồi. Đó cho nên cái gì cũng phải nhờ người chủ nhà người ta giúp. Tại mình lúc đó mình đâu có credit đâu. Cái nhờ ông gắn internet. Ông nói không, tôi trả bill nhiều, tôi mệt lắm rồi, tôi không có bill bổng gì nữa hết, muốn làm gì tự làm. Sợ. Rồi hả, đi học, ăn toàn là ăn đồ fast food không à? Ăn pizza hả? Pizza. Pizza lúc đó nguyên cái bữa có 5 đồng. Đó. Hai đứa ăn cái pizza đủ nguyên ngày. Hồng Loan cũng mới đọc được một cái thông tin về US Navy Hospital đó. Bây giờ họ đã đồng ý cho bệnh nhân bị bệnh COVID-19 lên chữa trị. Thì hiện tại bây giờ là chuyển những cái bệnh nhân mà bệnh nhẹ lên trên đó, cũng đỡ, cũng chia sẻ được nhiều cho cái tình hình mà bệnh viện và những cái trang thiết bị y tế đang thiếu thốn bây giờ. Thì cũng mừng, nhưng mà họ chỉ nhận những người nhẹ thôi, nhà mới phát bệnh, chứ không có cái trường hợp bệnh nặng thì họ không có đủ trang thiết bị cũng như là cái người để mà cứu chữa trong thời gian đó. Mà bây giờ quý vị biết ở bên New York là rất căng thẳng cái tình hình mà y tá họ phải trực đêm, mà một cái trực đêm có 2 người mà phải chăm sóc mấy chục người bệnh, mà máy thở thì chỉ có 10 cái thôi cái bệnh viện đó. Thì quý vị tưởng tượng mà bệnh nặng lúc nào người ta cũng cần máy thở, có nghĩa là 2 người y tá đó họ phải làm liên tiếp. Máy thở đưa qua cho người này, người kia ngập thở, chạy đưa qua cho người kia. Có 10 máy thở mà mấy chục bệnh nhân trong đó. Rất là nhiều người họ đình công, họ không làm nữa. Mà số lượng y tá làm ca đêm đó, họ không làm nữa. Thì lại ảnh hưởng đến cái ca ban ngày. Bây giờ bệnh viện còn kiến nghị là một người y tá phải làm việc 24 tiếng một ngày. Có nghĩa là thay ca, quý vị. Hồng Loan nghĩ có lẽ là người này làm 24 tiếng, rồi người kia làm 24 tiếng. Họ thay đổi như vậy. Nhưng mà sức nào mà làm 24 tiếng? Bởi vì ca bệnh nó ngày nó tăng, rồi nó nhiều người ra đi là vậy. Thiếu nguồn nhân lực.
sao nói chuyện lát em muốn trở lại cái này. Nói cho quý vị buồn quá ha. Thôi đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện vui đi. Không mà thật sự mình coi mình, nhiều khi mình muốn khóc luôn á. Mình thấy tội nghiệp cho người bệnh, tội nghiệp cho bác sĩ y tá. Thì cái này giống như là một cái, trong một cái cuộc chiến, giống như trong một cái cuộc chiến với nhau, có người còn người mất. Thì những người nào mà giống như là cầm cự được á, thì giống như là những người đó có thể sống sót. Qua một đêm mà 2.000 người chết, quý vị thấy không? Bởi vì bây giờ chúng ta, mình sống trong gia đình mình, mình cố gắng, mình yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho nhau. Chứ nhiều khi có những người sống không có biết gì tới ai. Rồi đến khi mà người nhà mình vô bệnh viện, rồi ra đi vậy đó, không nhìn được lần cuối. Lúc đó thì hối hận cũng quá muộn rồi. Tự nhiên xúc động quá. Cái tối ngày 7 tháng 4 á, thì một cái huyện Mê Linh ở Hà Nội đã quyết định cho coi như là đóng một cái thôn, đó gọi là thôn Hạ Lôi, đóng trong vòng 28 ngày. Lý do là vì cái bệnh nhân thứ 243, họ đã tiếp xúc quá nhiều với những cái người dân cư trong đó. Mà dân cư trong cái thôn đó là 10.000 mấy trăm người, gần 11.000 người. Thì hiện bây giờ là đóng cửa hết, nội bất xuất, ngoại bất nhập luôn. Và họ cho bắt đầu cho kiểm tra những người nào có tiếp xúc gần với bệnh nhân đó là sẽ được ưu tiên đi kiểm tra trước. Ở Việt Nam thì làm rất là căng, làm căng lắm. Coi như đóng là đóng hẳn luôn. Chứ không có nhẹ nhàng như bên Mỹ. Bên Mỹ thì họ chỉ khuyên thôi. Khuyên bảo thôi. Còn Việt Nam là dứt khoát. Cho nên đó cũng là một lý do mà bên Việt Nam không có bị phát tán nhiều. Đó là một điều cũng là rất là mừng á. Thì bên Mỹ thường là người dân người ta tự giác nhiều hơn là người ta chính phủ phải tuân, bắt phải tuân theo. Người ta tự giác, người ta biết được là làm gì là không được, nên tự động người ta ở nhà thôi. Nãy giờ Hồng Loan nói chuyện làm cái gì buồn quá à. Thôi bây giờ chia sẻ một cái hình ảnh vui vui chút ha. Cái mà giao dịch ở trên xe thời hiện tại bây giờ mà đi taxi đó. Đó coi nè, hai cái anh này ảnh mò ông tài xế lái xe, xong rồi cái đi đến nơi đó. Thì bây giờ là thanh toán thì là thanh toán bằng khẩu trang. trả tiền này, trả bằng khẩu trang này nha. Mà coi khúc này vui lắm, vui nhất là có nhiều thối nữa. Thối để đếm xong rồi cái thối lại thì thối bằng toilet paper. Ông này đưa cho ông này đó mấy tờ xong. Cái ông này vui nhất là tiếp lại ông kia. Tiếp lại ông kia thêm một tờ toilet paper nữa. Giờ đi ra đường không cần đem tiền, chỉ cần đem khẩu trang với lại toilet paper là muốn mua gì cũng được hết. Không biết được không ta, mình thử coi. có một cái chuyến tình báo nó quay lén được là hai người giao dịch rất là căng thẳng, rất là hình sự. Mời quý vị coi này nha. Đó, anh này chạy xe tới, anh phải hỏi đúng tên, đúng mật mã. Sau đó cái người này đưa cho người này tiền, sắp tiền dày vậy nè. Rồi người kia đưa lại một con giấy vệ sinh và một cái trái chai mà xịt tay á, xịt rửa tay à. Rất là hình sự, làm như mua bán hàng trắng vậy. Giống như mua hàng nhưng trắng mà đúng thì không nghĩ là cái chuyện gì mà tới bây giờ mình đi chợ mình mua toilet paper cũng có là sao. Bây giờ hiện tại giờ cũng không có, chỉ có những người nào mà buổi sáng 6 giờ sáng họ thức dậy họ sắp hàng thì vô trỏng quả mai thì vẫn còn. Mà cái lý do gì mà cũng sắp hàng rồi đi vô hốt toilet paper nữa, ngộ thì bây giờ đâu ai xài đâu. Quý vị ơi, không biết quý vị biết cái loại này không? Cái loại này đó, nó gắn vô cái bồn nước của mình đó, nó giống bên Việt Nam vậy đó. Mình dùng cái đó, mình không cần phải dùng toilet paper. Cái đồ xịt này nè. Cái đó thì dân châu Á mình xài.
Không mà bây giờ hiện tại giờ Lộc cũng thấy là mọi bên Mỹ người ta cũng có xài nữa. Ừ. Thì người ta biết nên người ta xài thử, thì người ta thấy tiện quá nên người ta mới thông dụng luôn. Đối với Việt Nam mình thì là đơn giản, hồi xưa làm gì có toilet paper. Đúng rồi. Việt Nam mình là một cái thùng nước với cái ga nước thôi. Nhiều khi mấy cái lá cây cũng được. Ồ, nói tới lá cây đúng rồi, có. Hồi nhỏ đó Lộc hay đi về quê ngoại Lộc chơi đó. Quê ngoại toàn là một cái rừng cà phê bao la rộng lớn, nhìn không thấy người nào thấy cây không. Cứ mỗi người một gốc cây và một đống lá cà phê, vậy là xong. Thôi ghê quá. Thôi, hồi nãy giờ nhớ quý vị quá, lên tâm sự chút xíu. Buồn quá à, lên tâm sự một tí, giải sầu một chút thôi, thông cảm cho Hồng Loan nha. Ngày mai hứa lấy mấy cái chuyện vui mình nói vô, không nói chuyện buồn nữa. Thật sự Hồng Loan lên cũng chẳng muốn nói chuyện buồn, không muốn làm cho quý vị buồn cũng như là hoang mang. Mình chỉ muốn chia sẻ cho quý vị biết thông tin và nói những cái chuyện vui vui. Nhưng mà tự nhiên cái sorry. Nhưng mà là có chuyện vui. Có nghĩa là sau cái đỉnh điểm của đại dịch là họ coi là ngày 15 tháng 4 cho là cái ngày đỉnh điểm, thì sau đó nó sẽ đi xuống. Họ dự đoán như vậy đó. Họ những nhà dự đoán học, những nhà nghiên cứu họ dự đoán theo cái tình hình bệnh và theo cái tình hình mà người dân có đi ra ngoài hay là không, thì họ dự đoán được như vậy. Là ngày 15 tây tháng 4 là cái đỉnh điểm nhất của cái đại dịch. Sau đó nó sẽ đi xuống thì mình sẽ thấy một cái tia sáng trong một cái đường hầm. Lại hy vọng và chờ đợi tia sáng cuối đường hầm. Giống như là sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay trời nắng chói luôn. Đó, quay lên mặt trời kìa. Có thấy mặt trời không? Không biết thấy mặt trời không? Ok, chắc thấy rồi. Thấy chưa? Thấy rồi đó. Đó, sau cơn mưa trời lại sáng. Ba ngày hôm qua mưa tầm tã mà hôm nay trời đã nắng sáng rồi, thì cả thế giới chúng ta cũng sẽ như vậy. Thôi quý vị ha. Chắc chắn, thôi quý vị ha. Chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại lần sau, không nói chuyện buồn nữa. Bye. Bye.